Vâng, xin chào tất cả quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh Đồ Gỗ Bích Quyền. Và trên video ngày hôm nay thì bên cơ sở xin được giới thiệu gửi đến tất cả quý vị khách hàng về sản phẩm lục bình gỗ xà cừ của bên cơ sở sản xuất ra. Vâng, thì trên đây bên cơ sở gửi đến quý vị khách hàng là tất cả là đều là cặp chiều cao 1m60, đường kính 43, từ hàng trơn cho đến hàng đục các loại. Vâng, gửi đến quý vị khách hàng được tham khảo, đây là phần thô phần mộc, bên này là hàng trơn. Vâng, đã được chọn lọc ra hàng đẹp từ mộc, gần như là không có vết gì, không có dập, không rác, nên quý vị có thể yên tâm. Và bên này sẽ là hàng đục từ quý thông mai cốc trúc, hàng đục kinh bông 2 cm, hàng đục sâu đục đẹp. Vâng, đây. Còn bên này sẽ là hàng đục phổ thông, hàng đục vào gần một phân, hàng đục lông hơn. Vâng, đủ loại. Và nếu như có quý vị anh chị khách hàng nào cần tham khảo hoặc là đặt mua về sản phẩm lục bình gỗ xà cừ từ hàng đục cho đến hàng trơn, có thể nhấc máy lên gọi điện cho bên cơ sở theo số điện thoại 0354318894, có Zalo, bên cơ sở sẽ gửi ảnh tư vấn cũng như là để cho quý vị tham khảo về các loại. Vâng, và trên đây thì cũng xin được báo giá luôn cho quý vị tham khảo về cặp 16 hàng trơn này có giá là 11 triệu, và ở giữa đây là hàng đục sâu đục từ quý kinh bông có giá là 14 triệu, đục đẹp ấy. Và bên này sẽ là hàng đục bình thường. Vâng, đục lông sẽ có giá là cũng là 11 triệu, là bao gồm là một đôi. Vâng, tất cả là bao gồm là một đôi và sơn đôi đẹp đẽ cho quý vị khách hàng. Và nếu như quý vị anh chị làm mua hàng mộc thì sẽ rẻ hơn 1.500.000, bên cơ sở là giao hàng toàn quốc, anh chị nào ở gần thì sẽ được miễn phí vận chuyển. Và trên đây thì cũng xin được kết thúc video cho sản phẩm bình gỗ xà cừ, và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị khách hàng ở những video lần sau, và xin chào mọi người.